Nghề nuôi nghêu có từ rất lâu đời và phát triển mạnh tại khu vực ven biển Gò Công, tập trung nhiều nhất ở xã Tân Thành của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân miền biển. Gần 40 năm gắn bó với nghề nuôi nghêu, ông Ngô Văn Trung, ngụ ấp Bà Canh, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông cho biết, nghêu là loài động vật sống ở vùng biển cạn có cát pha bùn. Thức ăn của nghêu là bùn hữu cơ và sinh vật phù du. Đây là loài hải sản dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc, lại có giá trị kinh tế. Ông Trung cho biết thêm, trước đây người dân vùng biển chỉ khai thác nguồn hải sản tự nhiên. Sau này người dân đã biết tận dụng bãi bồi ven biển để nuôi thả con giống, nên nguồn hải sản ổn định và bền vững hơn. Bà con sống ven biển không có đất canh tác cũng có rất nhiều việc làm từ việc nuôi nghêu, như canh giữ bãi nghêu, thu hoạch nghêu, cào nghêu, lựa nghêu, ở chòi canh nghêu. Công việc này giúp bà con có thu nhập khoảng 500.000 đồng một ngày. Cứ vào khoảng tháng 4 âm lịch, người dân sẽ mua nghêu giống, trung bình trên 1 hectare đất bãi bồi, thả khoảng 2 tấn giống và nuôi đến khoảng tháng 9 âm lịch năm sau sẽ thu hoạch. Theo bà Lê Ngọc Cầm, ấp Tân Phú, huyện Gò Công Đông, khoảng hơn 3 giờ cào nghêu, bà con sẽ có thu nhập 200.000 đồng một người. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Gò Công Đông cho biết, từ đầu năm đến nay, người nuôi nghêu đã thu hoạch khoảng 11.000 tấn nghêu thương phẩm với giá từ khoảng 26.000 đến 28.000 đồng một ký. Ông Tạ Khắc Huyện, trưởng ban quản lý cồn bãi huyện Gò Công Đông cho biết, vùng nuôi nghêu trên bãi biển Tân Thành có diện tích hơn 2.200 hectare. Ngành chức năng địa phương thường xuyên phối hợp kiểm tra chất lượng nước cũng như khuyến cáo người dân nên thả nghêu đúng mùa vụ nuôi nhằm đảm bảo nguồn nghêu thả nuôi ổn định.